Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu một căn nhà siêu rẻ luôn, có thể nói là rẻ nhất thị trường hiện nay. Có diện tích là ngang 4,5m, dài 5,5m, một trệt một lửng. Giá đầy đủ là 370 triệu, sổ hồng riêng từng căn. Đây là phía trong của căn nhà này, được bố trí rất là hài hòa. Căn nhà của chúng ta cũng rất là thoáng và mát anh chị. Có hai hướng, một hướng là hướng Tây và một hướng là hướng Đông, tùy các anh chị lựa chọn. Và hiện tại thì bên em đã bán gần hết, chỉ còn một vài căn cuối cùng. Dân cư đã dọn về đây ở rất là đông rồi các chị. Căn nhà của chúng ta cách chợ Bình Chánh khoảng 6 cây, mỗi căn đều có đồng hồ điện nước riêng luôn các chị. Chúng ta đi theo đường Đinh Đức Thiện, qua khu công nghiệp Cầu Tràm 2 cây là tới căn nhà này. Và căn nhà này của chúng ta xe hơi vào tới trước cửa luôn. Một dãy của bên em là có 7 căn và đã bán gần hết rồi. Hiện tại thì dân cư đã dọn về đây ở đây các chị. Nhà được xây dựng rất là chắc chắn. Và đây là cái căn rẻ nhất hiện tại. Bên em bán trực tiếp cho người mua ở luôn các chị. Không muốn bán cho người đầu tư, vì người đầu tư họ sẽ đẩy giá lên cao. Căn này giá đầy đủ hiện tại là 370 triệu. Và đây là cái căn giá rẻ nhất trên thị trường hiện nay. Các anh chị cứ đi tìm, nếu có căn nào rẻ hơn em sẽ mua cho các anh chị luôn. Đó, căn nhà của chúng ta được xây dựng rất là cao anh chị, cao hơn 4m. Gác lửng của chúng ta cao 2,2m các chị, rất là thoải mái luôn. Đây là phòng khách của căn nhà các anh chị. Đó, các anh chị có thể để một cái bàn nhỏ nhỏ ngồi uống cà phê, xem tivi, tiếp khách. Ở đây thì mình có một nhà vệ sinh các anh chị nha. Một nhà vệ sinh dùng cho chung cho căn nhà này. Và nhà vệ sinh thì bên em cũng trang bị đầy đủ các cái bồn vệ sinh, lavabo rửa tay, kính cũng như là vòi tắm hoa sen. Ở chỗ bên phải đây thì là bếp. Bếp của chúng ta thì có tủ bếp những cái tỷ bằng nhôm. Và có mặt bếp làm bằng kính, làm bằng đá hoa cương. Đó, một cái căn nhà rất là thoáng các anh chị. Giá đầy đủ chỉ là 370 triệu thôi. Và đây là cái giá bán trực tiếp cho người mua ở luôn, không bán cho người đầu tư. Người đầu tư họ mua đi bán lại thì giá nó sẽ cao hơn vài chục triệu. Một cái giá có thể nói là cũng khá cao cho người mua là công nhân. Ở đây thì chúng ta ra khu công nghiệp Cầu Tràm cũng rất là gần anh chị, để mình làm việc. Và có nhiều nhà máy xung quanh, đi bộ cũng tới luôn. Và trường học cũng như là Bách Hóa Xanh cũng gần căn nhà này. Đây là cái căn là tầng lửng của chúng ta. Lửng này thì ngang khoảng 3m và dài 5m anh chị nha. Chúng ta có thể để một cái giường này rất là thoải mái luôn. Một cái căn nhà vừa đủ cho một cặp vợ chồng cũng như là hai đứa con sinh hoạt. Đó, căn nhà này rất là thích hợp cho một cái gia đình nhỏ. Có một cặp vợ chồng và hai đứa con. Đó, đây là cái giường này. Kế đến là cái tủ đựng quần áo này rất là gọn luôn. Và có cái rèm chúng ta có thể kéo lại, rất là riêng tư để chúng ta ngủ. Đó, tất cả những cái đường điện bên em cũng đi âm luôn các chị nha. Kể cả là những cái đường dây lắp máy lạnh. Đó, tất cả là đều rất là gọn gàng. Một cái căn nhà được thiết kế khá là thông minh. Và một cái với một cái túi tiền là 370 triệu thì các anh chị không thể tìm được một căn nhà nào mà đẹp như vậy, rẻ như vậy và được thiết kế rất là gọn gàng như vậy các anh chị. Căn nhà này có giá là 370 triệu, cách chợ Bình Chánh khoảng 6 cây, đi theo đường Đinh Đức Thiện. Căn nhà này cũng rất là nhiều gần khu công nghiệp Cầu Tràm. Chính vì thế các anh chị có thể đi làm cũng gần đây. Những anh chị nào mà có muốn ra riêng và đi làm gần khu công nghiệp Cầu Tràm thì chúng ta có thể dễ dàng lựa chọn căn này. Và ở trên thị trường hiện tại không có một căn nào mà giá rẻ hơn căn này. Ở đây thì có những cái công ty xây dựng người ta bán với giá là 400 triệu anh chị. Còn bên em bán với giá rẻ nhất luôn, 370 triệu. Vì bên em xây dựng trực tiếp và bán trực tiếp, không kê giá, không đội giá lên chút nào. Căn nhà này thì có rất là nhiều người đã mua rồi và hiện tại thì cũng rất là nhiều người quan tâm. Chính vì thế thì bên em liên tục ra những cái sản phẩm mới cho các anh chị.
với giá không đổi ha. Thị trường hiện tại thì nhà đất giá cũng rất là cao, một cái miếng đất nhỏ nhỏ như vậy thì cũng tới vài trăm triệu rồi, và cái xây dựng căn nhà này thì ít nhất cũng phải 200 triệu nữa các chị. Chính vì thế thì những cái anh chị mà có vài trăm triệu, 370 triệu không thể tự mua đất và xây nhà được, không ai bán cho mình một cái mảnh đất nhỏ như vậy đâu các anh chị. Và khi mà các anh chị mua thì phải mua một cái mảnh đất lớn, và như vậy thì mình không có đủ tiền ha. Căn này là giá đầy đủ luôn là 370 triệu, mình có nhà, có đất luôn. Đó, có tủ bếp nè, tủ trên, tủ dưới, mặt bếp là bằng đá hoa cương, kế bên là một cái tủ lạnh rất là hợp lý ha. Ở đây là cái nhà vệ sinh cũng khá là rộng nha các anh chị, có đầy đủ bồn vệ sinh này, bồn lavabo này, gương này, và cái gì đây, vòi tắm hoa sen ha. Đó, và mỗi căn chúng ta đều có sổ hồng riêng cái gì nha, mỗi căn đều có sổ luôn, ra công chứng luôn là có sổ cho các anh chị luôn, không phải mình không phải mua vi bằng hay là giấy tay đâu, anh chị có sổ sẵn luôn cái gì. Đây cái phòng khách này khá là hợp lý, mỗi lần chúng ta có khách tới chơi thì ngồi cái bàn này cũng khá là thoải mái các chị, và có cửa sổ đầy đủ, cửa thông gió, cửa sổ khá là thoáng. Đó, căn nhà rất nhiều người quan tâm các chị nha. Đây là hai anh chị tới và mua và đặt cọc luôn này, tại vì hai anh chị này cũng đi nhiều rồi, các anh chị có thể tới hỏi han người ta, người ta đi nhiều lắm, người ta chưa tìm được một căn nhà nào như vậy và tới là người ta ưng ý luôn. Đó, một lần nữa cho các anh chị xem này, đây là cái tầng lửng nha, cái lửng này thì mình đúc luôn, khá là chắc chắn luôn. Đây mình kê một cái giường và có một cái tủ trang điểm kế bên. Đó, cũng có dây điện để chúng ta có thể lắp quạt hay là máy lạnh ở trên này. Cái tầng lửng này thì ngang 3m, dài 5m các chị. Trên tầng lửng này là 15m và ở dưới là 4m rưỡi, dài 5m rưỡi. Tổng cộng cái này, nhà này cũng khoảng trên 30m2 sử dụng. Đó, các anh chị thấy anh chị này xuống và đặt cọc liền, đặt cọc và ra công chứng liền luôn các chị, nhận nhà. Hiện tại thì ngày mai anh chị này sẽ dọn nhà về để ở này các chị. Các anh chị có thể tham khảo thêm ha. Bên em bán đúng giá với giá là 370 triệu nguyên căn và bao đầy đủ giấy tờ cho các anh chị luôn, sổ hồng riêng từng căn các anh chị nha. Ta mua bán thì sổ sách cũng rất là rõ ràng, không phải nhà rẻ mà sổ sách không có rõ ràng các chị, sổ sách, sổ hồng riêng từng căn rất là rõ ràng và giá đầy đủ luôn là 370 triệu ha. Đây là giá 100% của căn nhà này chứ không phải là giá ảo đâu các anh chị. Và nếu các anh chị muốn mua căn này thì hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại của em ha, để em để giá gốc cho các anh chị, không phải mua qua thương lái hay là người nào khác. Đó, giá nó sẽ đổi lên. Và giá đầy đủ của căn nhà này là 370 triệu các anh chị nha, và chỉ có bên em bán với giá thấp nhất hiện tại ở thị trường này. Nếu các anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp, bên em sẽ giúp cho các anh chị sở hữu căn nhà này với giá là 370 triệu. Có những công ty người ta bán với giá hơn 400 triệu các anh chị, và mức giá rất là cao, đội lên rất là cao. Vì thế nếu anh chị nào mà có nhu cầu thực sự mua ở ha, muốn ra riêng, mua cái căn giá gốc như vậy là 370 triệu thì hãy liên lạc với số điện thoại của em. Và các anh chị biết không, căn nhà này là mình có sổ hồng riêng đàng hoàng nha. Mỗi căn mình đều có sổ, mỗi căn đều có đồng hồ nước riêng này, đồng hồ điện riêng này. Đó. Và mình có một cái sân sinh hoạt chung khá là rộng ở ngoài này. Đây, mỗi nhà đều có đồng hồ nước riêng này, điện riêng, cái gì thấy không? Và bên em chỉ còn vài căn nữa thôi là hết cái dự án này. Và dự án sau thì khả năng là giá sẽ cao hơn. Đây, cái sân này là mình xe hơi đậu tới nơi luôn các chị nhé. Con đường này là con đường thông này, và xe hơi có thể đi vô này. Đi vô thì chúng ta có thể đi vô chuyển đồ tới đây, chúng ta có thể bắt taxi tới nhà luôn. Đó, đây là cái chỗ này, cái sân sinh hoạt chung khá là rộng luôn các chị nha. Bên em làm cho các anh chị một cái sân rất là thoải mái. Và như vậy thì em đã kết thúc cái review căn nhà này, từ trong nhà để ra ngoài sân, ra ngoài đường luôn. Nếu các anh chị thích thì hãy chia sẻ nha, chia sẻ cho em được nhiều người biết đến một cái nơi bán nhà giá rẻ, giá gốc luôn. Đó, anh chị thấy không?
một cái nụ cười em rất là thích từ khách hàng này, và bên em bán cho rất là nhiều người rồi. Các anh chị nhanh chóng mình sở hữu căn nhà này với giá rẻ, giá gốc luôn 370 triệu. Và nếu các anh chị thấy kênh này hay thì các anh chị hãy đăng ký và nhớ share, chia sẻ cho nhiều người biết đến kênh của em, hãy giúp em đạt được nhiều người theo dõi hơn nữa và giúp em chia sẻ cho nhiều người biết đến những cái căn nhà giá rẻ như vậy, 370 triệu thôi các chị, rất là nhiều người đang cần các chị nha. Hãy chia sẻ cho nhiều người để những người có thu nhập thấp có thể sở hữu nhà. Đó. Đây lúc tụi em đi công chứng nè, khách hàng giao tiền tại phòng công chứng nha. Cô chú này đã dọn về ở công chứng nhà cho cô chú này luôn. Đó, giao tiền tại phòng công chứng luôn mấy chị. Và hiện tại thì nhu cầu nhà ở rất là cao luôn mấy chị. Các anh chị thấy đây là một cái chỗ phòng công chứng này, em đã quay lại cho các anh chị ngày hôm qua. Phòng công chứng rất là đông luôn mấy chị, nghẹt người luôn mấy chị. Đó, nhu cầu nhà ở giá rẻ rất là nhiều luôn mấy chị. Đây là những người có thu nhập vừa phải, người ta muốn sở hữu nhà đó tại phòng công chứng này các anh chị. Tại một cái phòng công chứng này rất là đông người luôn các chị nha. Và tới đây em sẽ dừng video. Các anh chị muốn theo dõi thêm video thì hãy vào kênh YouTube của em. Có rất là nhiều căn nhà khác nhau, giá rẻ, giá cao, từ nhỏ đến lớn đều có, đất nền cũng có các chị nha. Hãy vào kênh của em và nhớ chia sẻ cho nhiều người. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Xin chào quý anh chị, ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tổng quan về khu đô thị 5 sao. Pháp lý như thế nào, giá đất bao nhiêu, có nên mua hay không, và những cái tiện ích trong khu đô thị 5 sao này. Sau đây các anh chị cùng theo dõi những cái cảnh quan tuyệt vời trong khu đô thị 5 sao này. Đồng thời em có giới thiệu những cái giá đất pháp lý trong khu đô thị 5 sao này các anh chị. Các anh chị hãy theo dõi trong 10 phút tới. Nhớ đăng ký kênh cho em để ủng hộ những cái video như vậy. Em làm những video rất là thực tế. Mong các anh chị ủng hộ và đăng ký kênh giúp em, chia sẻ cho nhiều người. Và hãy like, share thật nhiều cho em. Xin cảm ơn. Anh chị hãy đăng ký kênh trước khi mình xem tiếp nha.